Em cầm tay chú lên. Bạn này bây giờ lại có một cái bệnh là nếu mà nối là rất dễ bị lạc. Đúng rồi ạ, lạc tông. Bạn này là chắc phải hát từ đầu cuối bài. Rồi. Thế mới khổ, mỗi người bệnh khác nhau. Hát cả đoạn dài không sao, nhưng mà cái hát một câu là nhảy rung rung. Em vào chủ động lên nhá, vào chủ động lên. Sao tim em cứ ngắt đột ngột thế? Em phải hiểu là mình chỉ sửa mỗi từ tim thôi đấy, nhưng mà hát làm sao để dành hơi đến chỗ đấy chứ, đến chỗ đấy lại hết thì mình... nào lại nào mà nối mỗi câu đấy thì em phải không hát được đấy, cho nên nó hơi hóc búa ở chỗ đấy. Rồi câu vừa rồi tạm được. Cứ tiếp đi. Tiếp nhá. Hay lạc rồi. Hay tình đời hay hợp tan. Hát đúng nốt em ạ, đừng luyến lung tung. Bài tên là gì em nhỉ? Tình yêu vỗ cánh. Thank you.
Nối lại nha em nhé, lại câu vừa rồi. Câu kết là em hát nó có khỏe lên được tí nữa không? Cố hững hờ tí. Yêu vội quá. Quá. Em đúng như và rồi hơn yêu em. Đừng hát khỏe lên các bạn, đừng hát giả thanh nhiều quá, nối này. Giọng của chị thì chỉ được như thế thôi. Giọng chị chỉ được thế này. Không câu vừa rồi được không? Vâng. Vâng, câu kết ạ. Cả hai câu cùng. Nếu mà chưa ngân được thì cái câu này thì anh ta xong rồi lại em hát theo thì em... Không sao đâu, bạn ấy nối được, cứ nối thử phát. Cố lên. Đấy, như vừa rồi là gần được rồi đấy. Cái từ hờ ngân dài ra nhé em nhé. Bắt đầu này. Bây giờ cái hơi của em còn bao nhiêu công lực thì dồn mỗi câu này nó là xong thôi. Dồn nó hứng hờ nhá. Lắng gì cả. Cứ hờ đi. Cũng chưa được một hờ thôi hả? Thôi thế được rồi. Hờ thế là được rồi. Hơi hơi ngắn nhưng mà được rồi. Hờ được rồi, có hiểu. Xong rồi. Và rồi hơn yêu em mỗi lần em hát sai. Cái gì nhỉ? Em nũng nịu cười. Dán nũng nịu cười nói sai là tại anh. Stop.